tâm đắc ở cái phần là mình đã được mở rộng cái tư duy, và mình cũng có mời theo ông xã, cho nên là cái việc mà tư duy của hai người phù hợp với nhau thì nó sẽ dễ dàng cho mình trong cái việc mà vận hành cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp khá là nhỏ đó, thì cái đó là cái mà mình cảm thấy là rất là tâm đắc sau khi mình trải qua cái khóa học vừa rồi. Cái cảm xúc của mình hiện tại thì mình cảm thấy là rất là biết ơn đội ngũ và biết ơn thầy, cũng như là biết ơn cái người đã gieo duyên cho mình để mình biết đến cái khóa học, và biết đến đội ngũ, biết đến những cái kiến thức rất là tuyệt vời cho doanh nghiệp, đặc biệt là cho cá nhân mình. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn, fanpage Học viện CEO miền Nam, địa chỉ tòa nhà World Labs, số 6 đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.